Ukraine hứng chịu ngày thương vong lớn, mất gần 1.000 lính sau đòn tập kích của Nga. Tổng thống Putin tuyên bố Ukraine đã thất bại, cảnh báo Kyiv chịu đòn quyết định. Israel chặn hàng chục tên lửa phóng từ Gaza. Mỹ, Anh tấn công vào các mục tiêu của Houthi ở miền trung Yemen. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube Tạp chí Việt Times. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin là những tin tức cập nhật về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 1 đã có báo cáo tổng kết tình hình chiến sự một ngày trước đó. Trong báo cáo nêu rõ, lực lượng Nga đẩy lùi 6 cuộc tấn công của Ukraine tại thành phố Kupiansk, khiến đối phương tổn thất tới 160 binh sĩ và 2 xe tăng Leopard. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, nhóm tác chiến miền Tây của Nga đã sử dụng hệ thống pháo binh để đẩy lùi 6 cuộc tấn công của lữ đoàn tấn công đường không số 95 của Ukraine. Quân đội Ukraine mất tới 160 binh sĩ, 3 xe tăng, trong đó có 2 chiếc Leopard 2 và 2 xe bán tải. Tại mặt trận Donetsk, quân đội Nga cho biết đã loại hơn 650 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến. Cụ thể, các lực lượng Nga đã đẩy mạnh tấn công vào các khu định cư, khiến Ukraine tổn thất tới 400 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo chống tăng MT-12, 1 hệ thống pháo cơ giới Kvozdika và 1 pháo tự hành D-20. Tại thành phố Lyman thuộc Donetsk, dưới sự yểm trợ của pháo binh, các lực lượng Nga nhanh chóng đẩy lùi 4 cuộc tấn công của lữ đoàn cơ giới số 63 và lữ đoàn dù số 25 của Ukraine, khiến các lực lượng Kyiv tổn thất 250 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bộ binh và 6 xe cơ giới. Tại tỉnh Zaporizhia, Nga đẩy mạnh tấn công, loại 115 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến, phá hủy 3 xe chiến đấu bọc thép, 1 pháo D-20 và 2 pháo D-30. Tại Kherson, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine mất tới 65 binh sĩ, 3 hệ thống pháo M777, 1 hệ thống pháo tự hành M109 Paladin và 3 hệ thống pháo cơ giới Kvozdika. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 16 tháng 1, các lực lượng Nga đã 2 lần dội tên lửa, 13 lần không kích và 32 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS và các vị trí tập kết quân cũng như các thị trấn và làng mạc của Ukraine. Khoảng 85 cuộc giao tranh diễn ra trên khắp các chiến tuyến ở Ukraine trong ngày qua. Theo RT, trong ngày 16 tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trong một sự kiện ở thủ đô Moscow. Tại đây, ông chủ Điện Kremlin tuyên bố rằng chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại hoàn toàn và Kyiv sẽ sớm phải nhận những hậu quả không thể khắc phục. Tổng thống Putin nhắc lại rằng đội ngũ đàm phán của Ukraine đã thừa nhận việc Kyiv từng sẵn sàng đi tới một thỏa thuận với Moscow trong những tháng đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng đã thay đổi ý định sau chuyến thăm của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ông Putin nhận định, nếu Ukraine không bị thuyết phục bởi ông Boris Johnson, thì cuộc xung đột đã sớm kết thúc. Điều này là minh chứng cho sự thiếu tự chủ của Kyiv. Cũng theo ông Putin, việc Ukraine không kích lãnh thổ Nga trong thời gian gần đây là động thái nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi chiến dịch phản công kém hiệu quả. Quân đội Nga đang nắm quyền chủ động tại tiền tuyến. Nếu tình hình không có gì thay đổi, Ukraine sẽ sớm đón nhận những hậu quả không thể khắc phục. Khi được hỏi về khả năng tổ chức các cuộc đàm phán trong thời gian tới, ông Putin cho rằng những ý tưởng mà Kyiv đưa ra là những công thức mang tính cấm đoán với tiến trình hòa bình. Mới đây tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos diễn ra ở Thụy Sĩ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã tuyên bố chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ukraine cần nguồn tài chính trong suốt năm 2024 và xa hơn nữa. Họ cần nguồn cung cấp vũ khí bền vững để tự vệ. Tôi tin rằng đây là nghĩa vụ chung và lâu dài của chúng ta. Chúng ta cần xây dựng niềm tin hơn bao giờ hết và châu Âu sẵn sàng đóng một vai trò quan trọng. Tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra trong bối cảnh khối này dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào đầu tháng 2 năm 2024 để thống nhất về việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra trung tuần tháng 12 năm ngoái ở Bỉ, khối này có kế hoạch hỗ trợ tài chính trị giá 50 tỷ euro. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải phản đối của Hungary. Truyền thông Israel cho biết,
Còi cảnh báo không kích đã vang lên ở Netivot và các thành phố lân cận. Một số cơ sở dân sự đã bị hư hại trong đợt không kích, nhưng không có thương vong về người được ghi nhận. Đây là cuộc tập kích tên lửa lớn nhất của đối thủ trong vòng vài tuần trở lại đây, xảy ra trong bối cảnh quân đội Israel bắt đầu rút bớt lực lượng khỏi dải Gaza. Cùng ngày, lực lượng phòng vệ Israel đã thông báo về việc một binh sĩ qua đời sau khi bị thương trong một cuộc giao tranh với Hamas vào tháng 12 năm ngoái. Tổng cộng, lực lượng phòng vệ Israel đã tổn thất 190 binh sĩ trong các chiến dịch tại dải Gaza. Ngày 16 tháng 1, các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU đã bổ sung thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Yahya Sinwar, vào danh sách trừng phạt. Động thái này nhằm đáp trả vụ tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ông Sinwar bị cáo buộc lên kế hoạch cho các cuộc tấn công trên. Theo lệnh trừng phạt mới, ông Sinwar sẽ bị phong tỏa tài sản tại 27 nước thành viên EU. Ngoài ra, các tổ chức và công dân EU bị cấm thực hiện mọi giao dịch với ông Sinwar. Tháng 12 năm ngoái, EU cũng đưa hai chỉ huy lực lượng vũ trang của Hamas là Mohamed Deif và Marwan Issa vào danh sách trừng phạt. Theo Al Jazeera, ngày 16 tháng 1, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ CENTCOM thông báo, lực lượng hải quân Mỹ đã tìm thấy vũ khí được cho là Iran gửi để tiếp tế cho phiến quân Houthi ở Yemen trong cuộc đột kích vào một con tàu ở biển Ả Rập hôm 11 tháng 1. Bất chấp việc Tehran phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với chiến dịch tấn công của người Houthi ở Biển Đỏ, làm gián đoạn thương mại toàn cầu. Tuyên bố cho biết lực lượng hải quân Mỹ đã đột kích vào một chiếc thuyền gần bờ biển Somali và thu giữ các loại vũ khí thông thường tiên tiến có khả năng gây chết người, như tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình do Iran sản xuất. Các nhà phân tích quân sự Mỹ cho rằng số vũ khí bị thu giữ cùng loại với vũ khí được lực lượng Houthi triển khai để tấn công các tàu quốc tế trong khu vực. Tuyên bố mô tả đây là vụ thu giữ vũ khí thông thường tiên tiến ACV gây chết người đầu tiên do Iran cung cấp cho người Houthi kể từ khi lực lượng này bắt đầu cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại hồi tháng 11 năm 2023. Tướng chỉ huy CENTCOM Michael Eric Kurila cho biết đây là một ví dụ khác về cách Iran gieo rắc sự bất ổn trên toàn khu vực, vi phạm trực tiếp nghị quyết an ninh 2216 của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Mặc dù ủng hộ chiến dịch Houthi, Iran vẫn kiên quyết bác bỏ cáo buộc của Washington rằng họ đang cung cấp cho nhóm nổi dậy Yemen vũ khí và thông tin tình báo chiến thuật. Một nguồn tin từ chính quyền địa phương của tỉnh Al-Baida ở miền trung Yemen cho biết Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công vào tỉnh này nhằm chống lại lực lượng Houthi. Nguồn tin nêu rõ trong ngày 16 tháng 1, Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công vào doanh trại ở tỉnh Al-Baida, phía đông nam thủ đô Sana'a của Yemen. Máy bay của Mỹ và Anh đã ném bom các cơ sở của Houthi trong doanh trại của huyện Mugaris, khu vực pháo đài Atafa và các cơ sở ở huyện Sama. Đây là đợt tấn công mới nhất của các lực lượng Anh và Mỹ vào các mục tiêu của Houthi tại Yemen nhằm đáp trả việc lực lượng này tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ, gây ảnh hưởng đến hoạt động trên hải trình quan trọng này. Ngày 16 tháng 1, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã nhấn mạnh rằng các biện pháp quân sự sẽ không thể ngăn chặn được các cuộc tấn công do phong trào Houthi tại Yemen thực hiện nhằm vào các tuyến vận tải thương mại trên Biển Đỏ, nhưng chấm dứt xung đột tại dải Gaza sẽ có thể giúp giải quyết vấn đề này. Nhà lãnh đạo Qatar nhận định thêm rằng việc các lực lượng Mỹ-Anh thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm đáp trả các mục tiêu của Houthi tại Yemen sẽ chỉ làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng hơn nữa, cũng như làm tăng nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng. Theo ông, cần ưu tiên giải quyết các vấn đề theo hướng ngoại giao thay vì bất kỳ giải pháp quân sự nào. Thủ tướng Qatar cũng cho biết cộng đồng quốc tế sẽ không thể ủng hộ tài chính cho công cuộc tái thiết dải Gaza chừng nào chưa có giải pháp hai nhà nước Israel-Palestine bền vững và khả thi. Theo hãng tin AP ngày 16 tháng 1, đứng trên sân khấu bên cạnh người thân, các nhân viên trong chiến dịch tranh cử, các nghị sĩ quốc hội và người ủng hộ, ông Trump đã chúc mừng hai đối thủ là bà Nikki Haley, cựu thống đốc bang Nam Carolina, và ông Ron DeSantis, thống đốc bang Florida. Ông Trump đã cảm ơn những người đã đồng hành cùng ông trong chiến dịch tranh cử ở Iowa. Liên quan đến sự kiện này, trên mạng xã hội X, Tổng thống Joe Biden viết, dường như ông Donald Trump đã chiến thắng tại bang Iowa. Tại thời điểm này, ông ấy là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa. Được biết, New Hampshire sẽ là bang thứ hai, với cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 1. Tiếp đó, Đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức các cuộc họp kín vào ngày 8 tháng 2 tại bang Nevada, trước khi tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ ở Nam Carolina vào ngày 24 tháng 2. Về phía Đảng Dân Chủ, lịch tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ đã được điều chỉnh. Theo đó, quá trình bỏ phiếu của đảng này sẽ diễn ra trước tiên ở những bang có sự đa dạng về văn hóa và dân cư, trước khi tiến hành ở bang Iowa.
Ngoài ra, cuộc bỏ phiếu năm nay ở Iowa của đảng này chuyển từ hình thức họp kín sang bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc bỏ phiếu trực tuyến. Kết quả bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ tại bang Iowa sẽ được công bố vào tháng 3. NHK dẫn nguồn tin quan chức sân bay New Chitose cho biết họ được thông báo rằng một máy bay của hãng hàng không Korean Air và một máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific đã va chạm vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1 trên đường băng. Theo Reuters, vụ việc xảy ra khi một chiếc xe vận chuyển đang đẩy máy bay của hãng Korean Air lùi về phía sau trước khi cất cánh thì bị trượt do tuyết trên mặt đất, khiến cánh trái của máy bay kẹp vào cánh phải máy bay của hãng Cathay Pacific. Còn theo lực lượng cứu hỏa địa phương, sự việc xảy ra khi máy bay của Cathay Pacific đang dừng đỗ trên đường băng thì bị chiếc máy bay của Korean Air đâm phải. Truyền thông Nhật Bản cho biết cho tới nay chưa có báo cáo thương vong trong vụ việc. Một quan chức hãng hàng không thông tin thêm, vào thời điểm vụ va chạm xảy ra, máy bay của Korean Air đang chở 298 người, gồm 276 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn. Phía Cathay Pacific xác nhận không có hành khách hay phi hành đoàn nào trên chiếc máy bay mang số hiệu CX-583 đang dừng đỗ tại sân bay khi bị chiếc máy bay A330 của Hàn Quốc đâm phải. Đánh giá ban đầu của Korean Air cho rằng nguyên nhân vụ va chạm là do một nhân viên mặt đất đã thực hiện thao tác hỗ trợ máy bay trong lớp tuyết dày. Trước đó, sân bay New Chitose hôm nay cũng tuyên bố hoãn và hủy nhiều chuyến bay do tuyết rơi dày đặc. Ít nhất 46 chuyến bay đã bị hủy trong 24 giờ qua. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube Tạp chí Việt Times của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.